Đây, vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Đây là chúng ta đang vào nhà ông Vương Mỹ, Vương Hoàng Mỹ, hộ láng giềng nhà ông Nguyễn Sinh Sắc. Hàng rào được cắt tỉa rất công phu và có những cây cau, cây dâm bụt. Phía sau là một cây si cổ thụ, và đây là ngôi nhà của ông láng giềng. Đây có thể là chuồng bò chăn, rất nhiều dụng cụ người nông đang được gác lên trên gác. Đây là mảnh vườn trước nhà. Vườn nhà rất đơn sơ, còn tấm rèm che chắn. Chúng ta sẽ vào nhà này. Đây là nhà bếp này. Chúng ta vào nhà bếp. Nhà bếp của ông Vương Hoàng Mỹ. Đây là cái chạm chè. Người miền Bắc ngày xưa rất quen thuộc. Kia là cái bếp và những cái vại đựng nước mưa vẫn còn đây. Nhà ngày xưa thấp quá nhỉ, thấp để tránh bão. Và đây chính là gian khách nhà ông láng giềng Vương Hoàng Mỹ. Trong này chắc là cái buồng ngủ. Chúng ta sẽ được vào trong. Những cái bàn tre, những tấm rong, và đây là phòng khách, gian thờ. Trong này là cái bồn ngủ. Vẫn còn những cái giường và những cái chõng tre rất đơn giản. Có chum kia chắc là chum đựng gạo. Đẹp. Đây là cái tủ đựng đồ, đựng một cái xu rất lâu đời. Lối ra là nhìn thẳng ra cái ao sen. Hàng cây rất mát mẻ. Chúng ta đang tiến thẳng tới một di tích gọi là di tích giếng cốc. Giếng này ngày xưa, ngày xưa có thể là một cái giếng làng, nơi dùng sinh hoạt chung của rất nhiều hộ. Và nhà Bác Hồ cũng vậy. Đây gọi là giếng cốc. Xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều cây cối.